Đây là thu nhập nãy giờ của mình nha các bạn. Cũng khá là nhiều. Chắc nhiêu đây mình đem qua bển là mình đóng tiền nhà trọ được nè. Mình uống trà sữa nữa. Mình đi siêu thị nữa nha các bạn. Hey, xin chào bạn kênh Kỳ Kỳ TV nha. Hôm nay mình về ngoại mình chơi có Út mình về nha các bạn. Út mình là sinh viên cho nên lâu lâu mới về một lần. Mình sẽ ngủ Út mình chơi một trò chơi nha các bạn. Thì thôi dụ Út mình chơi không. Chơi với con Út. Thôi bạn chơi shopee vậy. Đi mà. Út đi chơi với con đi, lâu lâu mới về mà. Năn nỉ lắm mà, lâu lâu mới về mà. Mà chơi gì? Chơi bán đồ hàng. Ok. Đi. Đi thôi. Út lên đây, Út lên đây chơi với con. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Đây nha các bạn, ông ngoại mình mới làm cho mình một cái nhà trời nó như chỗ bán bánh kẹo vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngủ mình làm bán, mình sẽ mua ở chỗ mình nha các bạn. Út ơi, chơi bán đồ hàng đi Út. Nhưng mà bán cái gì giờ? Út muốn bán cái gì? Thôi Út thích ăn đồ chiên hay bán đồ chiên được không? Ok Út luôn. Ok. Ok. Get go. Các bạn ơi, bây giờ á các bạn đừng có nói với ông ngoại mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy mai của ngoại mình làm tiền mình mua đồ ăn nha các bạn. Mình sẽ hái thật nhiều lá mình mua đồ ăn của Út mình nha các bạn. Nó làm đẹp đẹp á. Ở đây xuống lắm các bạn ơi, đi hái lá rồi mua đồ ăn ăn được các bạn. Giờ mình sẽ vô mình mua đồ ăn của Út mình đây. Anh hai ơi, em mới hái được một mớ lá nè, bây giờ mình mua đồ ăn của Út đi. Ủa mà lá sao mua được? Bây giờ mình lại mình hỏi Út coi Út có bán lá chiên bằng lá không? Hỏi Út ơi, Út có bán cá chiên bằng lá không Út? Có luôn. Anh một sách, em một sách nha. Ai mua cá viên chiên, bò viên chiên, xúc xích đùi gà không? Ai mua đồ chiên không? Đang yên, đang lành, tự nhiên cái bắt mình đi bán đồ chiên. Nóng đợt cần chết. Cá viên đây, bò viên đây, xúc xích đây, thơm quá. Tôi mua trước, tôi mua ngon trước. Ngon quá, ngon quá. Tôi mua trước, tôi mua trước. Ôi, cái này bán sao vậy? Nè, bò viên nè, cá viên nè, với tôm này á là 2 lá một sâu. Còn đùi gà là 3 lá. Còn xúc xích là 5 lá. Dạ. Muốn ăn gì? Bán con một sâu cá viên. Cá viên. Thịt tương đen được không? Dạ được. Đây. Đây 2 lá. Rồi, cảm ơn. Bán cho con hết nguyên mâm đi. Không, rồi, no, bye, no, bye, no, bye, no, bye. No, no, no. Bao nhiêu đây làm sao mà đủ? Đủ. Không. Phải bứng nguyên cái cây kia vô đây mới đủ à. Giờ muốn ăn gì? Vậy lấy mỗi loại một sâu. Mỗi loại một sâu hả? Đúng rồi. Ngồi đi ăn từ từ đi. Ăn xúc xích nè, giờ muốn ăn tương ớt hay là tương đen? Ớt đi. Cay lắm đó nha. Tương đen đi, cho chọn lại. Thịt ngọt lắm á. Ngọt á. Cay. Đủ không? 5 triệu, 5 triệu. Đủ 5 triệu không? Đủ. Con sướng quá các bạn ơi. Út về, Út mình ở nhà bán cho mình hoài, cho mình ăn hoài nha các bạn. Wow, nè. Út tàn nước đuôi. Ngon bòi. Ngon. Hay giờ Út nghỉ luôn Út. Ở nhà Út bán cho con ăn thôi. Khỏi nhờ. Cho bà ngoại chửi chết. Út ơi. Dạ. Út bán cho con một sâu đùi gà đi Út. Sâu đùi gà. Từ tương ớt luôn nha. Tương cà, tương cà Út ơi, tương cà, tương cà. Tương ớt có mới ngon. Biết thôi. Rồi một đầu tương cà, một đầu tương ớt. Ấy lộn.
mà tương 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 đen nhiều nhiều nhiều. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi, ba lá hút đây. Ui, trong khi gút cái này em mới ăn được. Mời các bạn ăn đùi gà nha. Cay quá ông ơi. Nhưng mà ngon không? Ngon. Thấy chưa? Cay mới ngon chứ. Uống nước không? Nước. Nguyên hồ nước như này nè, bay xuống hả? Không ra là uống một đống luôn. Ơ ơi, ép cô thêm một loại nữa đi. Loại nào? Loại từ cao đến thấp. Từ cao đến thấp là nào? Chứ xích dòi vào tới cái này 3 triệu. Cho thêm miếng tương đen nữa quay. Cho theo có tính tiền bây giờ không? Không, miễn phí luôn. Wow. Cho con nguyên chai luôn đi không? No no no. Cái quán này quá tuyệt vời các bạn ơi. À, ăn vô có nước uống luôn. Ăn vô có nước uống luôn nhưng mà xin thêm là không được trả tiền luôn. Bút bán mũ ăn chắc mai mốt có dẹp tiệm luôn quá. Bút bán mũ thì ốc lộ, ốc lộ giống luôn á. Trời ơi, bán thì đam mê thôi chứ lại lỗ gì. Đúng rồi. Gì? Tiền này Út đi lên nhà, Út đi lên Cần Thơ làm gì được Út? Chắc đóng tiền nhà trọ quá. Để xe được bông Út? Được luôn. Đi siêu thị được bông Út? Được luôn. Chắc nhân viên đó chắc đuổi Út luôn phải không? Để con hỏi con ca con bứng luôn cây của ông ngoại để con cho Út đi học đại học con vô. Ok luôn. Cho mình mua nữa cho Út có vốn mình. Cho Út có vốn Út đi học nha các bạn. Bây giờ là 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Bán còn 2 cây xúc xích. 2 cây tương đen. 2 cây tương đen nha Út. Nhỏ mà ăn nhiều dữ vậy. Con hay ngẫm hết cây. Đây một cây chứa. Rồi cây sau để sau đi Út ơi. Để con hồi lấy. Với mẹ ăn không cho ăn cái tiền mà. Đúng rồi, chừng nào Út đi học. Nhưng rồi chừng nào Út về ăn Út làm bán đồ hàng ăn. Không biết nữa. Cô Út sướng quá các bạn à. Rõ quá. Đúng rồi. Gì? Nói ngại quá về đây đi Út. Không có tiền đổ xăng. Út mình học trên Cần Thơ nha các bạn. Nên mỗi ngày không về được. Tại mà không có tiền đổ xăng nha các bạn. Út ơi còn thiếu cái xúc xích Út ơi. Con cho tiền Út đổ xăng à. Út ơi, con còn dư bao nhiêu tiền lần nào con cho Út gửi xe là đóng tiền trọ gì Út gửi đi. Ok luôn. Út làm bò viên ngon quá ăn no luôn rồi. Ngon quá, đây là thu nhập nãy giờ của mình nha các bạn. Cũng khá là nhiều. Chắc nhiêu đây mình đem qua bển rồi mình đóng tiền nhà trọ được nè. Mình uống trà sữa nữa. Mình đi siêu thị nữa nha các bạn. Nè cho miễn phí luôn. Trời là lời quá rồi. Tặng hai đứa một cục. Đây. Một cục. Ủa no rồi mà sao ăn nữa. Nhớ lúc. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì mình một like, một share, một đăng ký để
ra là mình là cái khác, hẹn xem nữa nha. Bye bye.